Thưa quý vị, doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng được tổ chức định kỳ 2 năm một lần dành cho các doanh nhân dưới 45 tuổi có thành tựu nổi bật. Năm nay, giải thưởng đã vinh danh 10 gương mặt doanh nhân trẻ xuất sắc và 7 doanh nhân tiêu biểu của thành phố. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến dự và trao giải trong buổi lễ vinh danh diễn ra tối qua. Lần đầu được xướng tên trong danh sách 10 doanh nhân xuất sắc của thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Long xem đây là một sự ghi nhận rất lớn cho quá trình phấn đấu của cá nhân và doanh nghiệp mình. Tôi hay nói là một ngày tôi thức dậy không có sự đổi mới trong chính tôi thì tôi cảm thấy không thoải mái. Một năm chúng tôi đổi mới rất luôn luôn có sáng tạo, luôn đổi mới rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều góc khác nhau. Nên là tất cả những người đồng hành chúng tôi cũng phải đổi mới và luôn phải năng động hơn nữa. Các cái doanh nhân trẻ họ sẽ là những người khởi nghiệp từ những cái ngành công nghệ, họ ứng dụng những công nghệ vào trong các cái hoạt động sản xuất của họ để tạo ra lợi thế cạnh tranh, hiểu được khách hàng tốt hơn và ứng dụng công nghệ để chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng tốt hơn. Từng doanh nhân trẻ phải mạnh dạn đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên, tạo sự khác biệt và độc đáo trong từng sản phẩm của mình. Đây là con đường ngắn nhất để các bạn tỏa sáng trên thương trường khu vực và thế giới. Mặc dù thương trường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng các bạn hãy vững niềm tin, thành phố sẽ luôn ủng hộ các bạn. Thành phố sẽ làm hết sức mình để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các bạn có thể lớn mạnh trên sân nhà và vươn tầm thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 350.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, chiếm hơn 54% quy mô nền kinh tế cả nước. Trong đó không thể không nhắc đến vai trò của các doanh nhân trẻ với những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Đồng thời, đây cũng là lực lượng tiên phong trong các hoạt động xã hội nhiều năm qua.